Tiếp theo chúng ta sẽ đục lỗ trên đây để gắn liền nè. Dạ. Đục lỗ trên đâu? Em sẽ làm bao cứu sinh để giúp đỡ mình. Cứu sinh sẽ đục, kiếm một vật nhọn để đục cái lỗ này, rồi nhét cái đèn led này vô. Nè, nhét thử đi. Lơ lên vậy, còn nhét vô. Xoay khoan như con bạn á. Xong. Mình sẽ cho các bạn xem ảnh hào quang của nó. Hào quang. Rồi Nhi, bây giờ gắn đèn led xong rồi. Chị đi nha. Bye. Chị ơi, không biết các bạn. Còn này nữa. Đó. Còn cái này cứng quá. À đó. Bên đây. Đây là phao cứu sinh. Đó, phao cứu sinh. Tiếp theo chúng ta sẽ dán các nắp hộp lại. Dán nắp hộp lại như vậy. Để mà lát hồi treo được cái hộp này á thì mình phải móc cái dây này vô, bấm hai cái lỗ để móc dây vô. Thế nào? Bấm hai cái lỗ. Rồi móc dây vô. Chúng ta sẽ làm tiếp. Bấy lên không chung. Da da da.